xe vừa xuống cứu hộ xong. Không, tổng côn. Không, tổng côn trên hoặc tổng côn dưới nó đều có hiện tượng này như này anh em này. Đấy. Đạp liệt côn, nhiều xe hồi được là móc chân côn hoặc nhồi côn thì nó vẫn còn đạp được. Thì anh em cố tìm chạy đến lúc nó hỏng giữa đường như cái xe này. Bắt buộc là phải thuê xe cứu hộ về. Đấy. Thì giải thích với anh em hiện tượng là phải móc chân côn là nó như vậy. Có thể là nguyên nhân là do lá côn bản ép chạy lâu ngày, lá côn nó mòn và bản ép nó mỏi, nó bị sập sập cái mặt trời xuống, mặt trời nó sập xuống và bắt buộc là nó bị liệt liệt cái bản ép, là anh em phải móc chân lên, và hiện tượng đó nó càng ngày nó càng tiến ra nhiều. Vậy thì lúc đó thì anh em phải đến gara để hạ cái hộp số xuống để kiểm tra phần lá côn bản ép, xem là lá côn có mòn không, bản ép nó có vênh không, bi tê nó có bị ẩm dầu không. Đấy. Cái phần dầu ấy thì là nó sẽ có hai hiện tượng xảy ra. Về bố trí với cái xe Volkswagen Swift này, nó sẽ có hai cái tổng côn này, ăn chung cái tổng côn đó là dùng dầu trợ lực côn trùng với cái dầu trợ lực bổ phanh. Cụ thể là tôi muốn giới thiệu thẳng thật với anh em là khi tháo ra là những cái bộ côn mà nó hiện tượng rung giật hay là nó bị phải móc chân côn ấy, thì nó có phần hai là hai phần tổng côn và phần cơ này. Có những bộ côn chúng ta tháo ra thì do chạy lâu ngày là côn nó mòn mức độ như thế này. Đấy, như này là nó bị xoa côn. Đấy. Anh em nhìn kỹ, nó xoa côn nó cháy mặt này, đúng chưa? Còn phần giảm giật của nó thì bao gồm là phần óc giữa này, cái óc phần óc côn này. Đấy, nó rơi như này, lai với đầu qua cơ hộp số để chuyển đầu về sau. Cái hai là phần nò xo này, phần nò xo này để nó có tác dụng giảm giật và làm cứng cái phần lá côn khi tiếp xúc với mặt bàn ép và bánh đà. Khi chúng ta nhả côn ra và đạp côn vào thì những cái phần nò xo này nó có chức vụ là giảm chấn tác động khi di chuyển, khi ly hợp, cắt côn và nhả côn. À, khỏe không thì là ở cái phần lá côn này, bản thân lá côn này nó phải dày, nó bám những cái phần ma sát của côn nó còn. Đấy, ví dụ như này là phần là những cái phần như này là phần côn nó vẫn dày, nó bám được vào. Nhưng khi anh em chạy lâu ngày nó mòn, nó bị xoa và thấy như này gần như là nó trơn, nó không còn độ ma sát của côn nữa, là côn nó bị trượt, nó yếu. Lúc đó chúng ga lên vòng tua rất là cao, máy vòng tua rất là cao nhưng mà xe nó không bám được, rất là ì, rất là yếu, đặc biệt là đi dốc. Đấy. Phần tháo ra là phần óc côn này, phần nó so giảm giật này nó dơ, nó ảnh hưởng đến độ giật của xe rất là nhiều. Đấy. Độ mòn của lá côn nó sinh ra yếu xe, và những cái bàn ép tháo ra như này, những cái bàn ép tháo ra như này nguyên bản nó rất là cao. Đấy. Nó cao và nó đều với nhau, khi chạy lâu ngày rồi thì những cái phần nan này nó sẽ bị yếu đi, nó mòn, nó mỏng, nó yếu lâu ngày đi, và những cái phần nan như này nó có thể sập xuống, nó không đều với mặt trời khi bi tê này nó đè vào. Đấy. Bi tê này của ta khi đạp côn là bi tê này nó sẽ đè vào, bi tê này nó sẽ đẩy ra này, nó đẩy ra nó đè vào, và cái bàn ép này nó sập xuống, nó không hồi lại được. Đấy, nó không hồi lại được nên là chúng ta phải móc chân côn lên, và rất nhiều cái những cái lan của cái chốt của những cái đinh tán giữ cho cân bằng của bàn ép này nó có thể gãy những cái chốt này ra, những cái chốt này nó có thể gãy ra và nó không giữ được, nên là anh em phải móc chân côn lên, thậm chí là phải làm đường hoặc là chúng ta đi số sống về. Đấy, có thể như thế, nhìn để anh em hiểu rõ hơn về nguyên lý của nó. Cái phần bi tê này thì nó là bi tê tổng, nó là tổng dầu nó nằm ở trong. Đấy, khi chúng ta đạp côn trên thì dẫn động dầu nó sẽ đẩy áp lực, áp suất của dầu. Đấy, nó đẩy cái bi tê này đúng hành trình của nó, đẩy sâu vào thì nó sẽ cắt, nó đẩy vào cái bàn ép này, cái bàn ép lún xuống thì là côn nó sẽ tách ra khỏi cái phần bàn ép và bánh đà, thì lúc đó chúng ta cắt côn vào số dễ dàng. Nhưng mà khi cái hành trình này nó bị tụt do phần tổng, đấy, dầu nó vào nó lại bị chảy luồn lại trong hệ thống kín của nó, hoặc là chảy hẳn ra ngoài, cụ thể là anh em soi xuống vành số và vành máy nó chảy ướt dầu, chứng tỏ là cái bi tê này là nó đã bị hỏng, không giữ được dầu. Và có những bi tê cứ vẫn giữ dầu, nhưng ví dụ bi tê này vừa chảy dầu vừa kêu,
Đấy. Nên là anh em lúc đó là phải thay. Đấy. Còn phần tổng trên này, đây là phần tổng trên nằm ở chân côn. Đấy. Chúng ta chỉ cần gạt, rút cái này ra thôi. Rút cái chắn bụi này ra. Nhìn cái phần này mà nó chảy dầu. Phần đầu này nó chảy dầu. Hoặc cái phần đuôi này ở vách sắt xi, ở vách sắt xi chỗ chân côn chúng ta nó chảy dầu. Đấy, chứng tỏ là nó hỏng tổng côn trên. Nên là cái hiện tượng xảy ra mà anh em phải móc chân côn hoặc côn trung giật ấy. Cái đầu tiên là anh em kiểm tra phần tổng côn trên và tổng côn dưới. Tổng côn dưới là cái vi tê này mà nó chảy dầu chúng ta xử lý trước. Và nguyên nhân nó để chảy dầu này thì chắc chắn những cái bộ côn mà nó đã chảy dầu của cái tổng côn trên này thì tôi nghĩ là cái phần lá côn bản ép nó đã chạy lâu ngày và nó đã kém chất lượng rồi. Nên là anh em phải xử lý từ tâm bệnh xử lý ra. Nên là phải kiểm tra cái phần côn. Côn bản ép ngon lành, vi tê ngon lành thì không có lý do gì nó chảy dầu cả. Đấy, nên anh em phải chú ý dấu hiệu của hiện tượng móc chân côn. Đấy, dấu hiệu của sự móc chân côn, phải nhồi côn hoặc đi xuống sống về. Đấy, thế là sẽ để lại anh em về phần côn là như thế. Đấy, cụ thể mà để anh em kiểm tra cái phần tổng côn trên, xác định phần tổng côn trên mà nó chảy dầu ấy thì đạp cái chân côn này nó bị liệt cái chân côn này mà chúng ta phải móc lên ấy, xác định có thể khả năng nó chảy dầu tổng trên thì anh em có thể giật cái bưởng ốp nhựa này ra ở sau chân mô lăng. Đấy, ta giật nó ra, giật ra thì sẽ kiểm tra được. Đấy, dưới phần dưới đây là cái tổng côn trên, đây nó nằm ngay dưới chân côn rất là rõ nét luôn. Đấy, đây nó chảy dầu, nó sinh ra hiện tượng chảy dầu ở chân côn này. Khi chúng ta đạp nhiều hành trình cứ lên xuống như này. Đấy, cụ thể là những cái phần chắn bụi nó giật hẳn, bật giật hẳn những cái chắn bụi ra. Đấy, thì anh em sẽ nhìn thấy cái vết chảy dầu của nó. Đấy, khi anh em mà chúng ta chui xuống gầm của động cơ mà nhìn giữa phần vách máy và vách số nó chảy cái dầu này ra. Đấy, ta xem cái dầu này, thử cái dầu này, đúng là cái mùi dầu phanh của nó thì chắc chắn nó là đã hỏng vi tê, hỏng tổng dưới. Đấy, phát hiện rất là dễ. Còn cái dầu phanh ấy mà nó bị hỏng tổng mà nó ra dầu ở chân côn tổng trên hoặc là ra dầu vi tê ở tổng dưới ra bình số ấy thì cái dầu côn nó sẽ là ở cái bình này. Đấy, đây là bình nước phụ tròn, còn đây là bình của để đổ dầu tổng phanh. Đấy, cái bố trí của cái dòng xe này ấy, thì là dầu tổng phanh và dầu tổng côn nó cùng một loại dầu, đó là để sử dụng dầu đốt 3 và dầu đốt 4. Anh em có thể mua dầu ở cây xăng. Đấy, dầu vàng. Đấy, đây mức là mức min nó đầy đủ. Đấy, cái bình chứa dầu này nó sẽ có hai ngăn, dù ở ngoài anh em nhìn nó đầy nhưng mà nếu nó thiếu dầu nó còn ngăn trong nữa, đổ vào nó mới đầy được ngăn trong, nên là nhìn được quan sát ở phần ngoài rất là khó. Nếu mà bổ sung dầu phanh hoặc là khi xả e hoặc là thiếu dầu phanh thì anh em bổ sung vào cái bình này. Cái đơn giản nhất mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em dùng xe Ford Transit mà đa số tôi thấy các anh em gần như là không hiểu mà rất là đơn giản. Hôm nay tôi chia sẻ một chút về sử dụng bắt đầu khi anh em mới buổi sáng mới đổ xe, khởi động động cơ để chuẩn bị cho một chuyến đi. Đấy, cái đầu tiên là anh em phải bật chìa khóa lên. Đấy, bật chìa khóa lên. Đấy, đồng hồ nó hiện hết tất cả các đồng chìa khóa này. Đấy, sau khi là các đèn khác nó tắt đi. Đấy, ta bật 1-2 lần nha. Đấy, đồng hồ nó tắt hết đi. Đấy, là sau đó chúng ta để lộ. Đấy, sau đó tắt hết các đèn đi. Đấy, trong đây để lỗ như thế này, các anh em để nó lỗ máy nó trơn 1 đến khoảng 3 phút và rồi nó êm ái thì bắt đầu chúng ta khởi động chúng ta đi. Và một điều nữa là bao giờ nghe tiếng máy nó không bị òa, không bị găng, nó ồn, nó êm ái thì chúng ta khởi động đi. Mà đi đặc biệt là anh em muốn lùi ra khỏi bãi nội chỗ hoặc tiến hoặc lùi thì đầu tiên là anh em dùng cái cần số này, anh em phải đạp kịch côn vào cho tôi và đi số 3 hoặc số 4 đạp kịch côn, số 3, số 4. Đấy. Đấy. Xong là số 1, số 2, sau đó bắt anh em có lùi thì móc lên chúng ta lùi. Đấy. Anh em đừng có ấn vào số 1, tiến vào số 1 để tiến hoặc vào số lùi luôn để chúng ta lùi để ra khỏi bãi.
đấy một điều là cực kỳ sai lầm. Anh em cứ dùng thử mà xem. Chúng ta vào sổ đọc kịch côn, nổ máy lên vào kịch côn và số 3, số 4. Nhẹ nhàng dây số rồi bắt đầu ta vào số lùi và số 1. Lúc đấy số nó di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng, êm ái và nó không ảnh hưởng gì đến số dắt số. Đấy là một cái kỹ năng để chúng ta sử dụng xe. Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ bật mí với anh em về cách dùng xe Ford Transit làm sao cho hiệu quả. Sau trước khi mỗi chuyến đi hoặc là xe đỗ đã lâu hoặc là buổi sáng mới lổ thì sau khi anh em kiểm tra hết phần động cơ, dầu, máy, nước, dầu đầy đủ, kiểm tra bốn bánh, hệ thống an toàn tất cả đầy đủ, anh em bước lên xe, ngồi vào ghế, ta bắt đầu bật chìa khóa lên đấy. Đây thì nó sẽ báo hiệu các cái đèn cảnh báo như vậy, thì anh em lên thao tác 1 đến 2 lần đấy. Sau khi nó tắt hết các cái đồng hồ cảnh báo như vậy thì anh em đạp kịch côn vào cho tôi. Đấy, xong anh em lổ máy. Sau khi anh em lổ máy được rồi đấy, thì tất cả những hệ thống nó đã tắt đấy. Tùy vào chất lượng xe cũ hay mới, nhưng làm sao anh em cứ để nó lổ 1 đến 3 phút cho tôi. Bao giờ cảm giác như máy của mình nó êm ả. Khi mới lổ thì dầu nó có thể đặc, và khi hệ thống bơm nhớt nó phun dầu lên tất cả các chi tiết bộ phận của máy và nó bôi trơn được rồi thì máy nó rất là êm ả. Khi lổ êm ả được rồi thì anh em có thể đi. Và chuyển sang phần đi thì là trong các bãi đỗ của anh em thì có thể là chúng ta tiến đi vào số 1 hoặc lùi ra khỏi bãi. Nhưng mà để làm động tác đó thì trước tiên anh em cứ đạp côn vào cho tôi và anh em vào các số, cụ thể là số 3, số 4 đấy, hoặc là số 5 đấy, hoặc là số 6 đấy. Xong anh em lắc cái cửa cho nó đỡ rợn rạo. Sau đó anh em muốn tiến ra khỏi bãi thì anh em có thể vào số 1 đấy, hoặc là anh em muốn lùi ra khỏi bãi thì chúng ta lùi và ra khỏi bãi. Tránh tình trạng anh em đừng di chuyển, nghĩa là anh em vào số 1 hoặc vào số lùi ngay. Như thế là nó rất bị dắt. Anh em cứ thử dùng mà xem, vào các số, vào các cửa nó ngon ngại đấy. Sau đó ta vào số 1, vào số 1 rất là nhẹ nhàng, và vào số lùi nó cực kỳ nhẹ nhàng đấy, mà nó không bị dắt số. Đấy là cái thao tác cơ bản đấy. Đấy là cách cũng dùng số rất là tốt. Anh em cứ thử xem, chiêm nghiệm xem lời nói của tôi đúng hay sai. Và một điều nữa là khi đi trên đường thì anh em đừng có lười mà hay ép số. Riêng dòng xe Ford này ép số nó rất là yếu máy. Đáng đi số 3 nha anh em, cứ đi số 4 xong ga ù lên xong để vớt ga, như thế là rất hại máy. Anh em dùng xe Ford để lên để thừa ga ra một chút, bởi vì tính đà của xe khỏe. Và đặc biệt là những anh em nào đi vào khu đông dân cư mà bị tắc đường hay liếc ấy, thì tốt nhất là anh em đừng có ngâm côn, đừng có đạp cái chân côn này giữ lâu làm gì cả. Thứ nhất là nó mỏi chân đấy, thứ hai là nó rất là hại chi tiết, hại cái tổng côn đấy, hại mọi vấn đề, và nó có thể dẫn mức nguy hiểm. Bởi vì khi ta ngâm côn nó đạp như này mà tắc đường, chúng ta không văng mo ra ấy, chúng ta vẫn để số, thì khi bám sát những cái phương tiện đằng trước ấy, đùng một cái mà cái chi tiết tổng côn của mình nó hỏng, nó bật dầu ra phát này, có thể là cái đầu xe của mình phi lên phía trước và gây rủi ro ra tai nạn. Những điều ấy đã xảy ra rất nhiều với anh em rồi, đặc biệt là những xe có hàng tải lặng, nên anh em cứ ngâm côn đi nhé, rất là hại. Cũng con xe mới mà cũng cùng một đời xe như thế, người ta sử dụng được rất là lâu mà anh em không biết sử dụng thì là cái phần tổng côn nó rất nhẹ hỏng đấy. Và một điều nữa là khi anh em đi trên đường cũng thế, là chúng ta tính theo lựa đà mà thôi, côn ra ga vào. Nhiều anh em cứ ga thốc ga tháo lên xong bắt đầu côn thì không nhả đấy, xong rồi bắt đầu nhả côn ra thừa ga, máy nó òa lên. Bản thân biết sử dụng cái con xe Ford Transit này thì ra côn ra ga vào máy nó rất êm ả, ra vào số rất là luột đấy. Thậm chí những cái đường cung đường mà đi được số 3, số 4 rồi, anh em quăng mo lựa đà, có thể lúc ấy đang quăng mo nhưng mà tính theo đà xe thì anh em có thể vào số, đáng nhẽ vào số 3 nghe vào số 4 được, bởi vì vẫn có đà lao theo xe, mình lựa mình trốn số vẫn được. Thế nên mình đuổi ga theo xe, ga mình đuổi nó thừa vẫn nó khỏe thoải mái, không có gì cả. Đấy là cũng là một cái mẹo để người ta đi xe. Tôi chỉ nói là tại sao là cũng một cái đời xe cũng chất lượng như vậy mà có những anh em dùng cái bộ côn nó có thể đến 30-40 vạn đấy, mà anh em có những anh em 5-7 vạn đã bị xoa côn, bị hỏng tổng côn đấy. Đến lúc đó thì anh em lại nói là tại đồ, tất nhiên là đồ mỗi ngày thì do cái về bên kinh doanh về chất lượng nó sẽ bị giảm đi, nhưng mà anh em nói thật với anh em là ngừng bao biện
ngừng đổ lỗi và ngừng than phiền. Quan trọng nhất là khi mình đã sử dụng cái xe đấy, nó bị những cái lỗi đấy, thì mình phải tìm cái giải pháp làm sao biết cái dấu hiệu để mình đi sửa chữa, bảo dưỡng, và những dấu hiệu mình dùng xe làm sao cho nó tốt, của bền tại người đấy. Chứ không phải là lúc nào đến sửa bắt đầu nó hỏng tan hỏng nát ra rồi bắt đầu anh em lại bảo là nó đổ đều đổ lọ đổ kia đấy, chia sẻ với anh em như thế đấy. Chúc anh em sử dụng được cái xe tốt, xe hay, đặc biệt trong phần sử dụng tốc độ của xe, đà của xe, biết sử dụng côn, biết sử dụng máy, sử dụng số làm sao cho nó an toàn hiệu quả. Cảm ơn anh em.